Ừ, thì bảo chắc được 150. Nhưng mà chắc đéo ai mua. Chắc là mua mua một cái bill rồi. Bill thần hit bảo là cả bill có cái gậy là ngon, còn lại tất cả đều là rác rác, nhưng mà đi khỏe khỏe bấy luôn đấy mới hay. Nhưng đắp đồ khỏe vào thì thằng lồn nó chẳng khỏe. What?